admin kênh Dòng Ố Việt thử đi mua vé xem Blackpink và cái kết. Và đây là những gì tôi nhận được sau 5 phút đăng bài mua vé. Mình có, không biết bạn có cần không ha? Mình có vé cần pass, cần nhắn em ạ. Bạn ơi, bạn có tìm vé không? Mình có x2 vé, mình có 4 vé. Ở vài hội nhóm chợ đen bán vé Blackpink lúc này, một số anh chị ôm vé đang rất bức xúc vì bị người mua ép giá. Lúc đầu thì bán giá gấp đôi gấp rưỡi, nhưng chẳng ai mua. Đến giờ những người bán vẫn đòi bán tranh từ 1 đến 200 ngàn vì họ đã có công săn được vé. Thực sự kênh Dòng Máu Việt cũng không hiểu công ở đây là gì, trong khi chẳng ai bắt các bạn ấy phải làm như thế. Giờ thấy mấy anh chị ôm vé kêu than cần giải cứu, nhưng thiết nghĩ rằng mấy anh chị lướt sóng đầu cơ tích trữ ôm vé để bán kiếm lời x2 x3. Lúc ăn được thì Gucci, iPhone hàng hiệu, lúc không bán được thì nhờ mọi người ơi giải cứu mình với. Theo mình nghĩ đã là kinh doanh thì phải chấp nhận. Và kênh Dòng Máu Việt xin đưa ra 6 lý do khiến các anh chị ôm vé Blackpink bị lỗ chổng vó là như sau. Thứ nhất, hiệu ứng truyền thông từ tích cực ban đầu đã đảo ngược thành tiêu cực khi ban tổ chức concert Blackpink là công ty IMI có trụ sở chính tại Trung Quốc gắn với hình ảnh đường lưỡi bò xâm phạm đến chủ quyền biển đảo quê hương đất nước Việt Nam. Thứ hai, giá vé là quá đắt, top 1 thế giới, vé VIP sấp xỉ 10 triệu một vé. Với một đất nước nhu cầu thị hiếu âm nhạc vẫn còn đang ở giai đoạn mông lung như Việt Nam, thì một chương trình ca nhạc giá lại ở trên trời so với các nước giàu có hơn thì lại quá là khó hiểu. Lý do thứ ba, vé concert ở Thái Lan hoặc các nước khác nơi Blackpink biểu diễn phải mấy ngày mới mở bán hết. Thì hiểu đơn giản ở Việt Nam ta sẽ là như thế nào? Cháy vé chỉ là khái niệm thổi phồng, chứ thực ra toàn là các anh chị ôm vé để bán kiếm lời, chứ dân Việt Nam ta chưa chắc đã ham nghe nhạc hơn các nước kia đâu. Lý do thứ tư là kinh tế Việt Nam là chưa phục hồi. Dịch Covid này, bão lũ miền Trung này, vân vân này, và nhiều cái khó khăn trước đó. Thay vì bỏ ra một mớ tiền để nghe nhạc hay ngắm nhìn thần tượng, theo nhiều người chia sẻ, gần 10 triệu thì số tiền đó làm được quá nhiều việc khác. Lý do thứ năm, đây là một show diễn không hề có trong kế hoạch trước đó của IG, công ty chủ quản nhóm nhạc Blackpink. Theo nhiều người dự đoán thì nó chỉ diễn ra sau khi Tổng thống Hàn và các ông chủ của tập đoàn Hàn Quốc tới thăm Việt Nam. Và lý do thứ sáu, đi xem show ở khu vực cực xa với chi phí thấp nhất cũng phải 1 triệu 2 đến 1 triệu 8 thì coi như cũng chẳng nhìn thấy thần tượng ở đâu. Dù có đến 6 lý do nhưng thiết nghĩ lý do lớn nhất vẫn là câu chuyện công ty tổ chức sự kiện đăng tải hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp trên website chính thức tại Trung Quốc. Dù sau đó công ty này đã đóng cửa trang web, đưa ra lời xin lỗi, hành động này vẫn khiến rất nhiều người Việt Nam phẫn nộ. Không ít bậc phụ huynh đã quyết định thuyết phục con cái của mình không tham gia show diễn này. Trong khi đó, nhiều người hâm mộ trẻ cũng cho biết họ sẽ không mua vé như dự định trước đó.